Bây giờ mình chia làm mấy cái nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng nhất là người trẻ thì do học hành, do tiếp xúc với vi tính, do tiếp xúc với công nghệ thông tin rất là nhiều. Ngày nay thì người ta còn chat chít với nhau, để còn lên mạng để là đi tầm soát tài liệu về để đọc, để nâng cao kiến thức, để đi học cũng phải dùng công nghệ thông tin. Đâm ra những cái đó nếu mà không có những cái hướng dẫn tốt cho giới trẻ thì nó sẽ gây ra cái tật khúc xạ mà nó đưa đến mù lòa rất là cao. Có những em mà nó chỉ mới cận đây có 1-2 độ mà thị lực nó giảm còn có 4 mét đếm ngón tay, mà thế giới nó 1/10 nó đã là mù rồi. Thì những cái đó anh đeo kính thì nó lên được, nhưng đeo kính thì nó lại có những cái mà ảnh hưởng của đeo kính. Ví dụ các bạn đeo cái kính thì nó hai cái gọng kính đây nó sẽ giảm cái thị trường nhìn, nó làm cho cái võng mạc chu bin nó dần dần nó thoái hóa đi, và nếu mà độ cận cao mà đeo kéo dài thì nó sẽ gây giãn lồi cuộn mạc do điều tiết, rồi thì gây thoái hóa võng mạc, nó đưa đến bong võng mạc mù lòa. Những cái đó mình có thể phòng tránh được. Đến tuổi nào thì ta phẫu thuật, đến tuổi nào thì người ta có thể dùng những cái phương tiện nào để ngăn chặn cái sự tăng độ cận của nó. Ví dụ như nó hiện nay nó có ô tô cây, các em nó dưới 18 tuổi nó đeo ô tô cây chẳng hạn, nó vẫn trả lại được cái thị trường nó rộng như này. Ban đêm nó đeo, ban ngày nó bỏ thì cái thị lực nó được 10 phần 10, Dạ. 9 phần 10, 10 phần 10 thì nó đi bình thường, và đến tối 10 giờ nó đeo lại cái đó. Tức là nó gọi là cái len, nó len điều trị chứ không phải là dùng cái len nó có độ để thay cho cái kính của bạn. Đấy là một phương pháp. Rồi đối với những người bị bệnh tiểu đường thì các bạn biết bệnh tiểu đường thì cứ lo điều trị tiểu đường, đi đến cái khoa nội tiết tiểu đường, các bác sĩ tiểu đường cũng điều trị, đến khi nào mắt nó xuất huyết đáy mắt, nó nhức nhối, nó mờ quá rồi bắt đầu đi khám bác sĩ. Thì cái tiểu đường nó gây đục thủy thể, nó gây cái thoái hóa đáy mắt, nó gây những cái tân mạch võng mạc, rồi xuất huyết đáy mắt và gây bong võng mạc. Cho nên là chỉ cần bạn chụp được hình cái đáy mắt thường xuyên, ví dụ như bây giờ hội đái tháo đường của Mỹ người ta khuyến cáo rằng đối với tiểu đường type 1 thì trong chuyên môn ta biết, tức là tiểu đường giai đoạn đầu, giai đoạn nhẹ, thì 5 năm là nó phải khám tầm soát, nó xem là có đã tổn thương đáy mắt chưa. Nếu là tiểu đường type 2 thì phải khám định kỳ. Tức định kỳ nào? 1 tháng hoặc 3 tháng phải đến chụp hình cái đáy mắt đó và gửi cho AI. Thì tức là người ta ở vùng sâu vùng xa người ta không có điều kiện đến bác sĩ mắt được, thì người ta đến, hay là người ta đang điều trị ở cái khoa võng mạc tiểu đường, thì các ông bác sĩ võng mạc tiểu đường có thể dùng cái máy đó chụp cái đó và gửi đi. Và khi mà cảm thấy cái này nó đã bắt đầu có cái nguy cơ mà gây mù lòa cao rồi thì phải gửi cho bác sĩ mắt để kết hợp cùng bác sĩ tiểu đường điều trị, để ngăn chặn đừng cho nó xuất huyết đáy mắt, đừng cho nó bong võng mạc, đừng cho nó có những cái tổn thương tăng sinh thêm. Ngoài cái việc kiểm soát đường huyết thì các bạn vẫn phải chăm sóc cái con mắt của các bạn tốt thì nó mới giữ được. Hay đối với những cái đối tượng người già, người ta ở quê, người ta bị đục thủy thể, người ta chả biết đi đâu khám cả, nhiều người thì sợ nó gọi là mù về thông tin. Đâm ra người người ta sợ, người ta chả đi khám bác sĩ cả. Thì khi có cái AI là con người ta chụp cái hình của cái đục thủy thể, người ta chat GPT, người ta hỏi thằng trí tuệ nhân tạo về GPT, cái mắt của tao nó đến mức như thế này, cái độ nhìn của tao nó còn 2/3/10, đã phải đi mổ chưa, thì nó khuyên bạn đi mổ sớm, hay là bạn chưa đi mổ hay bạn đeo kính thì nó sẽ khuyên bạn. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo nó rầm rộ trên thế giới. Cách đây 10 năm người ta đã có những cái nghiên cứu, ở bên Anh người ta có cái con robot nó cầm cái máy chụp hình kỹ thuật số, nó đứng cách người bệnh được khoảng nửa mét, nó chụp lấy cái hình đáy mắt của bạn xong là nó cho ra kết quả là bạn phải đi 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 điều trị con mắt. Nó như vậy, nó làm rất là rộng rãi. Còn vì Việt Nam mình thì hiện nay là do cái điều kiện của mình nó chưa có phát triển bằng thế giới, cho nên chưa được làm rộng ra như thế giới thôi.